Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hàng trăm quy tắc ngầm trong giới giải trí, sự thật vụ ly hôn với Song Joong Ki bị phơi bày và quá khứ dính dáng tới tài phiệt của Song Hye Kyo. K-pop giống như một con dao hai lưỡi, đằng sau vẻ hào nhoáng là những cay đắng vô tận. Nơi đó, những nghệ sĩ kém may mắn như Jang Jae-yeon đã phải đánh đổi bằng cái chết bi thương. Cũng có những người kiên cường như Song Hye Kyo, dù trải qua bao sóng gió, vẫn trụ vững. Sự thật phụ phàng ẩn sau vẻ hào nhoáng là nỗi khổ tâm vô tận và áp lực khổng lồ mà những ngôi sao phải đối mặt. Đặc biệt, những người không may bị cuốn vào bóng tối của giới tài phiệt, cuộc sống của họ trở thành địa ngục trần gian. Bi kịch của Jang Jae-yeon năm 2009 như một hồi chuông cảnh tỉnh, phơi bày những góc khuất đen tối của ngành giải trí. Di chúc của cô như một lời tố cáo, hé lộ sự thật kinh hoàng về việc bị ép buộc phục vụ giới quyền lực, một sự thật tàn khốc ẩn sau ánh hào quang rực rỡ. Trong khi đó, Song Hye Kyo, với tài năng diễn xuất xuất sắc và trí tuệ của mình, đã đạt đến đỉnh cao trong ngành giải trí suốt hơn 20 năm. Ngay cả một người tỏa sáng như cô ấy cũng không thể thoát khỏi số phận bị ảnh hưởng bởi thế lực của giới tài phiệt. Được biết, Song Hye Kyo từng có mối tình lãng mạn với nam tài tử Lee Byung Hun, anh cũng là thiếu gia chính hiệu, sở hữu khối tài sản khổng lồ, sự giàu có của anh không thể đếm xuể. Thế nhưng, mối tình đầu của Song Hye Kyo đã kết thúc chỉ sau một năm. Có nhiều tin đồn về nguyên nhân chia tay, phần lớn cho rằng Lee Byung-hun lăng nhăng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Byung-hun nói anh và bạn gái có quan niệm hôn nhân khác biệt, nảy sinh xung đột trong lý tưởng nghề nghiệp, cuộc sống. Hậu chia tay, Song Hye Kyo thường xuất hiện với bọng mắt lớn, sắc vóc tiều tụy. Một số người nói cô mất ngủ mỗi ngày, điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như tốc độ sản xuất phim thời điểm đó. Sự nghiệp Song Hye Kyo có vẻ lao dốc, nữ diễn viên có lẽ đây là cuộc tình sâu đậm nhất, đáng nhớ nhất và cũng là đáng quên nhất trong đường tình của mình. Không lâu sau đó, Lee Byung-hun bất ngờ bị Won Mi-yeon, một người phụ nữ ngoài showbiz tố lừa tình. Không chỉ yêu cầu tiền bồi thường, Won Mi-yeon cũng tiết lộ Lee Byung-hun từng đánh bạc phi pháp ở Mỹ. Mặc dù sao nam họ Lee chẳng án nhưng vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến hình tượng của anh. Hơn nữa, vào năm 2014, Lee Byung-hun bất ngờ vướng scandal ngoại tình với hai sao nữ đăng lên trong showbiz và bị họ tống tiền. Scandal lần này có phần chấn động hơn khi nổ ra giữa lúc vợ nam tài tử đang mang bầu. Mỹ nhân vừa sa băng tức giận quay về nhà mẹ đẻ, trong khi đó Lee Byung-hun bị dư luận lên án, tẩy chay kịch liệt. Có lẽ Song Hye Kyo cũng đã nhìn thấu sự quyền lực của ngành giải trí Hàn Quốc, nhưng trước giới tài phiệt, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Ngay từ khi ký hợp đồng đầu tiên, cô đã bị ràng buộc bởi những luật lệ ngầm của giới quyền lực. Trong ngành giải trí khắc nghiệt ấy, nếu không có bối cảnh hùng mạnh, một người bình thường muốn thực hiện ước mơ của mình gần như là điều không thể. Năm 2004, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với vai chính trong Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Song Hye Kyo vướng vào tin đồn hẹn hò với bạn diễn Ren. Dư luận đang đồn đoán về một chuyện tình đẹp thì cô bất ngờ công khai mối quan hệ với Hyun Bin, khiến dư luận chao đảo. Năm 2014, ở tuổi 33, Song Hye Kyo bị cuốn vào vụ bê bối trốn thuế với số tiền lên đến 2,5 tỷ won, hơn 46 tỷ đồng. Mặc dù thoát khỏi án hình sự, sự kiện này đã để lại vết đen trong sự nghiệp của cô. Có lẽ không chỉ riêng Hàn Quốc, mà ở bất kỳ làng giải trí của quốc gia nào cũng đều có một thế lực ngầm, gọi là các nhà tài trợ cho các nghệ sĩ. Việc diễn viên không tự thân vận động hay không đủ tài năng mà phải cặp kè đại gia để có được vai diễn lớn, sự nghiệp nhanh chóng thăng hoa từng không biết bao nhiêu lần được báo đài đề cập. Bản thân Song Hye Kyo cũng từng nhiều lần đối mặt với những tin đồn như thế này trong sự nghiệp. Tháng 10 năm 2016, một người đàn ông đăng tải loạt bài viết lên mạng nhắm vào nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo. Theo người này, nữ diễn viên được tài trợ bởi một chính trị gia máu mặt và rồi người đàn ông ấy đã bị phạt 3 triệu won cho tội bôi nhọ danh dự. Năm 2012, Song Hye Kyo từng kiện 41 cư dân mạng vì tung tin đồn với nội dung tương tự. Cô cho biết danh tiếng của mình bị ảnh hưởng bởi những tin đồn nói rằng cô được chống lưng và trợ cấp tài chính bởi một chính trị gia từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 12 năm 2015. Sau đó, đám cưới của Song Joong Ki khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cuộc hôn nhân ấy lại kết thúc trong tiếc nuối. Với một nguồn tin cho rằng đây là một chiêu trò được dàn dựng bởi giới tài phiệt để tạo ra chủ đề và thu hút sự chú ý. Hơn nữa, 5 năm sau khi đường ai nấy đi, Song Joong Ki đã thẳng thắn thừa nhận rằng cả hai đều có lợi khi kết hôn và cũng có lợi khi ly hôn.
Họ là những người có sự nghiệp ngang bằng, mỗi người đều có những mục tiêu và ước mơ riêng. Song Hye-kyo, người mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, với một tuổi thơ nghèo khó và mẹ đơn thân, luôn tìm kiếm sự an toàn trong sự nghiệp. Trong khi đó, Song Jong-ki, người khao khát gia đình và con cái lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi Song Hye-kyo thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Cuộc hôn nhân kết thúc, cả hai đều tìm thấy những điều mới, những hạnh phúc riêng. Song Jong-ki có một gia đình đầy đủ, một người vợ lui về hậu trường chăm sóc gia đình, trong khi Song Hye-kyo tỏa sáng rực rỡ với giải thưởng danh giá. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.